sea, screen ya. Khơi screen đấy. Khơi mong khơi. Tới cho nhìn ha, cho khai thăm mây ấy. Cho khai thăm mây, chấm dương. Tới từ mới, mình đi lấy cái lại lại nè, bật như là cross mình lý á. Ở đây mình đi trong mưa lại mình lý, tại sao biết bật khai chẳng. Chúng ta lại hai bao ghi á. Cứ nơi ta lại pi rồi. Pi quán pi rồi hả. Sập. Hai bao ghi á. Okay. Chứ như chắc swing low, swing high, bóng điện ở mạng lý sân. Khơi đấy bao giờ? Khơi mong khơi. Ok, chẳng dương bật khai trái. Mình đây là lâu viết nhỉ, đây trở lại pi pon pi rồi chết sập phẩm bài khả năng lâu chắc bỏ ở màn lý hay hai góc vía pi pon pi rồi hà nắng ở pi pon pi rồi hà nắng chẳng dương nó trở lại close lại open là lại nè pi pon pi rồi ba sập phẩm môi khả năng trở lại open thấy trở lại open hai lại nít trở lại close bỏ close mà là open catch mày rồi lẽ mà close mà là open catch mày mình mà tâm mà chẳng à lại nè chẳng như mưa nắng hái nhưng cho từ mưa bị kỳ lỡ mà dân chập mang cái lý á anh đi lại nấy cái hàng về volume gap mua dương về volume gap mua nè lại nấy về volume gap mua tiền chẳng cầm rô với miền phi sầm lấp mang gì cứ tầm là bay khá các bạn thành phần ok anh ấy gì nào quay vào lúc gặp quay sợ ấm đó nè hai bạn dương tôi chặt chấm vừa dương chặt đăng tha ta sùng tu nữa biến sẽ hoặc cáo bà nè mà sân ba tờ lấy nè tờ lấy open close open nè hai thông mấy vừa bỏ sẽ lẹ bật lẹ tổng trang thoát cái lấy SVG mang lý nè SVG nè hạ sập nè à ha sắp nâng tay những con giấy bắt đầu học nha ha tờ lấy đây nha tờ lấy CES có CES ạ cái nè tờ lấy mình đây ha tờ lấy ha sắp như kịch tờ ha sắp nấy
này SVG bởi vì thẻ máu chơi một phút cứ đập lại chân bảy ok bạn chắc sĩ luôn mình đây tập đà nè chắc anh cho weekly weekly mua hai là việc thẻ ta nhé tại sao vậy nè anh ấy hai order block mua chúng order viết ra được nông viết khu bé khi tiến màu lưu order block này ok order block weekly ok chúng là phong hóa 12 lỡ giống như mưa nó hái nhưng chắc order block hái nhưng miễn SVG tiền nè SVG mang lý trò weekly dưỡng cho nè tập bởi dũ weekly hơi nơi ní có miễn SVG trò đà quá weekly đà nơi không mang lý ok nhưng chập bằng năng ái dương rồi xuyên lô xuyên hai khơi nhé nè ấy đi cái lấy khó nè khơi nhé nè bật toát nè khi quán bây rơi phê bớ anh lại khó chắc như chô tới mớ daily của lời dân chập ob bó weekly hai như chô daily mà chứ ba hát vì thật rút kiếp chứ ba hát chứ ba ta nhầm này nè ok chẳng nhưng mà cho daily nhưng thiệp chặt vào đợt lọc cơ nhà đi mà tiên swing lâu ấy nè chẳng daily cái chặt này này vào đợt lọc một gì cơ nhà đi mình sẽ mặc bọc trắng hay lột lan từ vừa nhé nè cơ nhà trắng là trắng mỏ hay nhận đạn đi mỏ daily mỏ ai nhìn chặt all the block berries này đây citro có fan nơi fan đấy nâng từ hai mát không khi nào kể ở đây một trong facebook thì load màu mà là cái riêng chưa ok chẳng nhóm thua phép hoặc nên tha à swing low đi à swing high đi anh cái hai ấy cái hai nên lọc vào lọc nó được ốc ha chị ấy sẽ xài người đấy sẽ xài liquid thì giống như nơi lớn đó chị bài sai hai nơi này các thật sẽ xài liquid thì ok xong rạp đầy lý nè chẳng tu cái việc anh thiện cho ở đầu lọc lên có ba nè các sẽ xài đấy người làm thường rứ nếu cho order block năng háo như làm ăn đủ thì là ăn đạch nè OB nè anh ấy buộc vợ ai chắp rồi order block anh đang có viên vật toàn sinh thành này chẳng tờ lại vô vía thấy nhé đi quát bay rồi chẳng support rất là lại nè support rất là lại nè tại sao ai ạ nè à mà tiên về nè à mà tiên về những miền này tha vía cứ chỉ sử dụng mũi đại thừa ai bullish hai trong theo ở cái tháng miền lao ở đâu cho xa vậy nè SDG mà toán nè thấy SDG mà toán tiết bây giờ vía lốt nè cả lại SVG này nhóm phép là ông thấy là cái lại này ECE này biết CE đó nhóm phép là ông thấy là đã nghiêm trang đấy nhóm phép sơ cho nó bỏ hả CE ờ ai nâng ngày 20 nhóm châu mê đến phép ông thấy là bỏ hỏi bà ừ bằng dưỡng
hay à nó bị chắc học viên hơn nè mơ từ phục đạo là mấy mơ từ phép đạo nhưng mơ bị chặt học viên nhưng trong ai được ở kia trăm à thì hai là terminal thì lịch lô chi nó ngay tại xong bây giờ nhưng mơ nó ngặt trăm nhưng ngặt chạy thì nè chạy năng ngay mình là general terminology chúng ta AMD, mà phía Action Relation Distribution chúng ta phía HP sẽ là AMD hay nè ADR, ADR Average Daily Range chúng ta sẽ nơi nơi đồng bọn hả, à nè nơi thì hãy thả Asian Section nơi trong đồng bọn tìm xa gì hay AMD ấy kì Accumulation Money Population Diffusion anh nhớ trong một dự lấy accumulation mapping rank hay là population hay population how many population ấy mà những population thì là khả năng tiếp xa cùng hoặc chứ đơn cùng cả lắm lắm cùng hay this diffusion mình đã tham gia cùng reclaim mình đã tham gia cùng bài hát tôi đâu và tha ở là hay bí bí mới đấy break the law ok break event mình đã break event nó mình đã lại for miền break event chẳng à lại đó thằng nào nó bị for miền phải cái thằng nào mình tự toàn tự toàn không có lại nó đặt event trong cái thời mà cầu for miền là ó cái thiện mà cầu và nó như tam sale bảo vệ sale bộ tháp bị break thằng lớn dương như mà bài mà bg bên này break away gap break away gap bên này thang nó bị bên này cập nhật nó bị ở bên chương viên đạp chỗ nghe tệ hó kẹp nó bị chầm hó ai buy side cái buy side imbalance nâng sell side inefficiency nhưng tới vô là nâng tiền hả nó miền pi nó thằng cáo ní mùi dạ nó thằng cáo rồi bị sell side nè 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 sell side imbalance buy side inefficiency à nó cái lại na đang nghe à cái lại nưng à nó miền này tha nè à imbalance mới nè miền miền candlestick chôn được luôn đó đó nghe à nó cái hai ấy buy side imbalance mình nói tha kê cái lại đó cái chụp tên nhầy chụp tên nhầy mình nói cái thẻo quỳnh mình nói hai châu luôn tới khăn ôi SVG mùi nâng cái hai tháng B I S I buy side imbalance sell side inefficiency chẳng bạn ấy bạn là SVG tha việc mình là pa vía thì mình đấy được mau hết bia tóc chào chứ sờ lạt thêm việc mình là châu được pa vía đấy anh đang thấy SVG thôi là mình là fair blue gap mình đấy bà chết mình đang tha cái lại nên đồng bọn đấy cái chụp bài à mình là stop ở mình đấy trầm nữa hai ban hai thà ấy biết trong khu vực toàn CE nữa C E đó nhưng chọn thẹp là đã hỏi cho C E sẽ có C có C còn C
CE ni thế nè trong buy side liquidity CE nhưng giá CE CE nữa consequent and grow and growman chẳng nè à cái này nó cái nào cái xu thị trường như ắt đăng cái mày đấy chẳng nó phải là miền SVG đại miền candlestick mà cho lấy hai miền lấy thang ăn cho nó cái đá nè ăn cái hai ấy CE ba chẳng bao giờ ăn vô CE nâng tê nhưng rồi lại cho đi sạc thôi thì chẳng mình lấy thang từ lấy vi ắt phải từ lấy CE nâng tê thôi thì tao chia sell side imbalance buy side imbalance chẳng à này hai fair value gap thôi mà ná à này fair value gap nó có đặc biệt tiền bọc khuya châu mà cả nạp chẳng à nó kẻ khai thì chia buy side imbalance nè chẳng mà nhóm ai nhóm xa phố là nó nhóm xa đặt không đúng quá tôi lấy chúng tôi chăm à sọt khát bằng viên lắm ấy ấy nè à phía ấy C B O D D O nè Central Bank Dealer Rank nâng nâng nè cái lại vía à nâng phê bật nó cũng diễn phê khai dưới sọt khát nó cũng khá sọt khát nó cái phần đồng bọn nè mẹ nè này chẳng ảnh sức khỏe nè chẳng ảnh nâng kết dương từ lại 20% đấy phê blue gap tâm bằng nó số trăm nè nhưng do gain mà qua nó trời ơi cái này cho nó cái đá này nè giống cho nó cái đá một viên này lại nè ở phía lưu ghép hiện cho đá việc bốc chỗ đại biên và sẽ tập hiếp cứ cho 20% này lấy theo lưu ghép nè anh em phép ta thì sao việc là ok đời xa ấy nơi thằng lớn có miền phép lưu ghép nơi thằng cáo của mình phụ lưu ghép nè mua nè thôi nha chẳng xung tu với lãng tờ lơ đối tế vì bắt đạch luôn chất hot fair blue cap daily bullying nâng ấy chẳng vì ai bạo xa máu bảo viên mình bật nơi tờ lấy nhỉ bật hay được bạo nơi tờ lấy phí bọn bày rơi thầy bờ khai thầm mấy vì cả này và xâm vào việc lạc to tiết mình này tham vì bắt đạch SVG daily nhỉ SVG daily nữa như vậy là năng máu nhưng mà giờ đi mũi khai tích chi support mà sân mới màu cáo mũi khai tích chia cái supply zone hai vì mà phát đi mang zone nâng cáo nè 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 à có tốt nè đi mang zone nè mặt tiền đi khai tích chi đi mang zone trong việc lẹp thì nếm ảnh bảo đoàn đi hai vì một môn đó là nâng á để phát lại đi mua dần nè OB là đi mùi tiền chắc là OB nâng khô kia rừng đài OB mùi nắng có việc răng nái chẳng OB nắng có việc răng nái nè anh đi chặt OB đô ly hái dân châu từ mưa ấy thì chẳng chạy dân từ mưa ấy mà màu là mấy trẻ đó thế nhờ mà máu nó phê là việc lại lấy cho đi OB nữa nè anh ấy miền miền này vậy nên SVG không mà mong việc thành nhật vì bộ hát việc hoặc đại tế việc làm từ vậy anh đang hỏi là im volume volume imbalance rồi nhé chẳng về lại nó việc pa OB anh đang hỏi digit OB miền AR đang ấy miền weekly này không weekly hay miền daily miền về digit gì này pa của toàn daily đi chích hà này miền mà máu tiết chẳng bị lãng thừa quỳnh nhé ai từ lại hai đây bao nhiêu thuê ăn nè cà phê ngay sập á có sẽ lại ở bữa lần mà được không lại nữa tại sao nè à có được buy side imbalance bao nhiêu nữa nè chẳng vì nó không trở lại 20% chất 20% vậy hai vì là ở rút để xa lại nè vì miền OB môi tiền
ba bà daily mới tiệt chẳng vì khai thì chia supply zone này rắn hai thấy bao nhiêu lượng nơi từ lái này nhưng lượng nơi từ lái hai và mùi nên này hai và mùi tại sao bây giờ mưa tham prem primity đấy thừa nhỉ nhưng như cụ bộ tuần ấy ngọc nhưng lụa hai và mùi rồi hai và mùi nhưng lụa hai nhưng đề nhưng đã thành phim clay clay để hay ban nhóm mới xa lắm vợ sẽ lấy ra chút bắt nán là nó thường nán các bạn nhóm mũi đeo đây tờ thế nhận mình sẽ có cho TP đằng này ở để thay nhé và sao nhóm thân nghe miền tin in cao với chẳng anh ấy miền tin về đi tiết chẳng nhìn lụ bà này lụa à ap tin miền tin về đi nhỉ bên những khơi nhờ pi tiền đấy primary miền tiền in cao vĩnh hai vì miền tiền berry tiền berry spin bá nhưng lụ hai mua là hai đầy nhôm ảnh lụ bán vì cho order block này mà màu này cái nhá cho order block màu hai thì nơi không miền tiền nhé hay ta lấy pi từ nước mò từ này mò đo lấy hết mình chết thế này mình rèn như này trong những việc thật rèn các bất mệnh rèn thì ta lấy ta biết đào bằng này hai xam sắp bấy lấy đồ là hỏi việc khai tư chi ấy là nó expansion hạ đi tư chú dân đi có expansion hai bây giờ mơ nè ta lấy rèn cái hai chè nè anh ấy hà rèn á accumulation thế nhận bà kia vô ta lấy về với vì tôi chia cho tích này Pio Sri á bố đần năng nghe không anh ấy expansion được rồi đi tiêu chuẩn đi tiêu chuẩn chẳng anh ấy cho Pio Sri á cho Pio Sri đọc hiệu sri chẳng số tha tích nó nhận nó quay được việc bắt nơi cả lấy Forex lên cả lấy nè đâu biết đâu vâng có phải đến chẳng phiêu sri mặt tầng à lấy bờ dân châu dân mơ rén thôi nhận rén đây hai thằng rén rén thôi nhờ dân kết quả nữa thôi nhận màn pit thôi nhận bảy pit bây giờ là trích bài sắp đi sma là sam sớm bảy pit đây nè mẹ đấy chẳng như qua quá chẳng là như qua thì mình pit về anh ấy cái hai rén này chẳng họ accumulation nếu bên này anh ấy bị quật từ lớn harmony population CSL only nghĩa là sẽ lắm nè hay AP lại nè nhưng mà thua prap nên ông ấy tha mong bảy cái lá từ mới từ tốt mong bảy cái lá mẹ đấy bảy lá nhưng chạm mong nè bảy lá nè open chẳng mình làm bảy cái lá vì lần này việc break tận lấy lạc lớn như rồi cả bài một phê đập vào miền trái nhé rồi cả bài từ hai lớp mau cùng buôn cái lá ở cùng buôn ha sập bay được ha sập tám rồi cùng buôn cái lá thì mình phải tận mới biết buôn cái lá ẩn vái anh ấy và sân bao việc break mau hàng cao một tuần đấy nhưng ở cao cả sale hai vị lai từ lớn ấy anh đang cái hai retest lại nè retest chẳng retest về cho nó mau mối tiết sâu nó mau cái hai ta mau
5 ha 3 ha 3 này lại nè đồng nè cho mình tí bên trên cái hạt tha roots candle mình lại tha bất sân bao việc bật nó cao một tốt à màu nắng anh ấy khai thì kia supply zone mình chẳng bị break mà hãy nhưng mình là cắt xe là nhá lấy nhưng sợ đồ bán nhưng xe là này xe xe nhưng nó mới kiếm mới nhưng xe máu và đó lấy xe tiền toàn đấy ai vì miền ấy vì xe mỗi tiền ba anh nói có client chia demand zone rồi có supply zone đó là vậy khả năng của tôi là nên anh buôn lang đấy anh buôn lang đấy làm vậy cái lá miền bờ miền buôn lang đấy anh nói cái hai New York open bright miền này tha nơi section bao New York nó kêu open bright buôn lá hai nơi bên đây à rút khen đó này mau cùng buôn hạ bay đấy tìm sai chặt đam bộc anh chặt tìm sai chặt đam bộc kháng á chặt phi mau buôn cái lá mau bay bay lá trên bờ miếng của vọt mày đấy vọt hai mau cùng buôn cái lá hai nơi cùng buôn hạ bay đấy vì mình chạy thay vì tay này hai mũi tiết nhưng tôi chắc là toát ấy và lại bao quay phật nó hợp phép nên là đi mà một mùi mùi em rồi nè thế mà một mùi Asian open price này Asian open price mình là open price nơi cái này nè thấy không lại bị con bề ra hạ bảy chắc ngay đó mà bị lốt lại đó cả bài lâu mày nhé phô bia mình là cả trình mong hàng cao này bị tốt à open price nó sống khăn à về bên lốt nó lơ nó lốt về hai ta accumulation này đang phải bật màu bây giờ khi nhà thâu mó ghi tên cái file cái accumulation này thấy không chắc lại với bây giờ trai có bạc sở chẳng bị lột được không nắng về accumulation nhé vì mình phải toát như mỗi client đây kia demand zone thì mình là open price sống khăn nè chúng ta bắt nên ông thấy là anh ấy cái hai ấy SVG section chẳng bà sân bao vi break tên khăn á tinh tờ lại khăn nâng mình đây là bởi vì từ lớn như rồi cả bãi bởi vì một cáo rồi cả xe bởi vì nơi cao một toàn nắng á hai nơi một toàn một tiết thì hai thà ăn vai open fry đọc mong đọc phí nè pin một toàn đấy nè mong đọc phí mong đọc phí ta mong bay lan đi một toàn của mùi kia rừng nhưng thuộc phạm là hai new day open gap rồi có cái hai thà mùi tiết ăn vái midnight máu đập phí zone am chắc à nó khai tới chia demand zone rồi có supply zone rồi chia khai chia support rồi có chia resistance là pyramid the light of new day open gap nè à nó sầm khăn nè à bắt đầu tỏ hòm nữa nè thôi nhé viên lốt 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 mình bắt ở cả bài luôn nè muốn mau bay cái này có toàn mau bay cái này nè nhớ mình lốt lốt vì anh nhà cả cao đấy mày đấy mình lốt 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 năng hát bài bài nữa hay bài gì đó do TP nè cái trái nhóm phép hà TP dường mơ bài sai nè thôi nhờ bài sai liquid thì nhớ TP vào viên phía trang được phát xe sai bài sai nó về với thuyền ít lẽ vì phát xe sai và sai kịch thí nhưng cũng không bị mất thôi nhé nè
វាប៉ះអត់ដល់ block ផងបាយសៃបាយសៃ liquidity នៅនេះផងអញ្ចឹងឱកាសវាធ្លាក់ហើយបើយើងមើល15នាទីអានេះ pin bearish មែនទេអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកមើលមកទីន2ទីនសឹកក្រហមរហូតបើយើងមើល5នាទីវាមានឱកាសload វាអាចឲ្យបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាវានឹងមកអានេះនេះមុនវាធ្លាក់វាប្រាប់មុនវាប៉ះនេះអានឹងខ្លាយទៅជាអីនេះ BPO មកពីអី BPO ណាមកពាក្យថា balance price range ឬក៏ហៅថាអីគេ inversion SVG អញ្ចឹងអា inversion SVG ហ្នឹងវាសំខាន់ដោយសារអីវាមានឱកាសវាជំរុញឲ្យអាទៀននេះឲ្យទីផ្សារធ្លាក់មានន័យថាវា break ឲ្យវាខ្លាយទៅជា retest retest អាតម្លៃBM BPR ហ្នឹង BPR ហ្នឹងវានឹងធ្លាក់មកក្រោមឃើញទេធ្លាក់មកក្រោមនេះវាប៉ះលើតម្លៃ open gap load ឡើងទៅវិញ load ឡើងទៅវិញពីនេះ2543ឡើងមកដល់49ណា10លេខទៀតដោយសារអីវាឡើងទៅលើអត់រួចដោយសារវាចូល SVG ឡើងនេះហើយអាប៉ះ SVG មួយទៀត SVG មួយទៀតយើងមានឱកាស sell អានេះម្ដងទៀតអូខេមកដល់ឡើងនេះវា break open new day open gap ឬក៏ midnight ហ្នឹង midnight ណាអាតំបន់ហ្នឹងគេហៅអីគេដឹងអត់ពួកនេះខ្ញុំប្រាប់ break the block មែនទេបាទអញ្ចឹងវា break ផក lock ហើយឃើញវា retest ទៅវិញហ្នឹងហ៎វា pull back មក retest ត្រឡប់របស់វាគឺវា break ហើយគឺវា retest អញ្ចឹងបើសិនបើវាពីតម្លៃនេះ43ធ្លាក់មកដល់នេះ37ឡើងទៅវិញ retest ហើយបានវាមកក្រោមបន្តទៀតឃើញទេមកបន្តទៀតមកដល់នេះធ្លាក់ហើយឡើងមកនេះមកដល់នេះឡើងទៅវិញអត់រួចឡើងវិញអត់រួចដោយសារអីនេះឡើងនេះខ្ញុំឡើងនេះអូខេឃើញវាចូលទៅយើងទៅអូខេចាំឡើងមកតែទៀតធ្លាក់មកបន្តឥឡូវឡើងទៅវិញអត់រួចដោយសារអីទៅប៉ះ SVG យើងតែទីផ្សារវាឡើងទៅរឿយបិទផ្សារបងអូខេហើយឡើងនេះវាឡើងមកដល់នេះអត់ទៅរួចដោយសារអីវាប៉ះអត់ដល់ block ចាស់ទៅប៉ះ SVG នេះហ្នឹងឃើញហើយមួយទៀតអាហ្នឹងគេហៅអីតែនេះ Trade liquidity មានណា total sup តែបុរិនសានិយាយថាអូ total sup total sup នៅតម្លៃអី22វាធ្លាក់មកដល់20មានណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2លេខផ្នែក total sup ឡើងទៅវិញអញ្ចឹងឡើងទៅវិញពីនេះពី22ទៅដល់30មែនទេ82ទៀតអ្នកដែលគេបាយរីភ្លឺនេះអាចឡើងទៅវិញវាប៉ះ SVG បិទទីផ្សារហ្មងអូខេតនេះតនេះមកស្លាយតនបងតនលើកឡៃណាមិនយល់ទេឥឡូវសួរបាទបាទបាទបាយសាលីគីបាទបាទបាទបាទចឹងខ្ញុំ
អើវាអត់ត្រូវទេនេះវាអត់ត្រូវអូដល់ប្លុកមួយម៉ោងទេនេះនេះអេអឺសាក់ឡៃចុះបាទបាទអឺអានេះយើងញើមើលទីសាជាក់ស្ដែងសិនយើងមើល5នាទីឬក៏15នាទីវាមានបិទ SVG អត់វាមានបង្កើតជា SVG បន្តតគ្នាអត់ពួកអី SVG អាខាងប្រែមតូច5នាទីហ្នឹងវាជួយជំរុញឡើងទៅលើទៀតណាបើសិនមកវា break នៅតម្លៃ break out of block 1ម៉ោងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាចូលនៅ daily នេះអញ្ចឹងបើសិនមកមានព័ត៌មានអត់ល្អវាជួយជំរុញឡើងផ្ដាច់ daily daily ហ្នឹងហើយវាអត់ញ៉ែញ៉ៃទេបើសិនបើយើងចាប់ហើយយើងយល់ខ្លួនឯងថាឡៃហ្នឹងយើងមើលស្រួលទេតែដបងវារៀងញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងដល់សម្រាប់ខ្ញុំធម្មតាវាស្រួលមើលជាងដឹងថាទីផ្សារវាអស់សន្ទុះនៅកន្លែងណាវាឡើងទៅវាចូល order block វាបិទទីននេះឃើញទេបើទីននេះបើទីនវែងនេះវាបិទនៅ order block one hour មែនទេហើយវា doubt អានេះមកបន្តិចវាបិទ body វានៅក្រោមអា order block នេះមែនទេហើយវានៅ high daily ចាស់នេះ high ចាស់នេះហើយវាមកដល់ហើយនេះវាឃើញវា break ហើយវាចង់ហក់ទៅវិញហក់ទៅវិញធ្លាក់មករៀងជ្រៅ50ឡើងទៅវិញប្រហែល56ក៏ធ្លាក់មកវិញអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំប្រាប់បងឯងអាការចាប់នឹងសំខាន់មើលម៉ោងនេះមាន open price សំខាន់ណាស់អាម៉ោង9កន្លះហ្នឹង953ហើយ8កន្លះម៉ោង12ហើយនឹង open ពេលព្រឹកអញ្ចឹងចាប់តែបន្ទាត់1 2 3 4 5អញ្ចឹង5ហ្នឹងសំខាន់បំផុតអញ្ចឹង5ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជា support ឬក៏ resistance ហើយយើងយំបាយភាកច្រើនទេបើយើងចាប់បានអា5ហ្នឹងហើយយើងត្រូវដាក់នេះ New York នេះ UDT.4 នេះមានន័យថាអានេះវាយកយើងញកណាដើម្បីយើងចាប់យកទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារយើង trade យើងមើលតម្លៃរបស់ដុល្លារអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមកអាមេរិកមក trade ដើម្បីយើងស្រួលយើងចាប់បន្ទាត់វាបើយើងដាក់ម៉ោងយើងសូនយើងអត់ដឹងទេវល់រកគូកន្លែងម៉ោងអាបន្ទាត់នេះអត់ឃើញទេមែនទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយច្រើនខ្ញុំឲ្យព្រើអីព្រើបន្ទាត់អមៅរបស់ New York អូខេបុរិនមានកន្លែងណាចង់សួរអត់ខ្ញុំនៅតែអត់ទាន់ច្បាស់ហ่าពេលខ្ញុំបងមិនអត់ត្រូវច្បាស់អត់ច្បាស់អីណាបើថ្ងៃពេលលើកែវាបិទចិត្តថ្ងៃថៃគេអាហ្នឹងប្រៃអីគេណាឡែនអីគេបងអូករណីពេលលើកែមានន័យថាអានេះអាហ្នឹងគេហៅ fair blue gap ធម្មតាមែនទេមានវាអត់អីមាន candle ណាទៅប៉ះវាទេយល់ទេប៉ុន្តែបើមាន candle ចូលទៅប៉ះនេះអាហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាអីនេះអឺ buy side imbalance មានន័យថាមាន body មានទៀនចូលទៅក្នុងវាហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងឲ្យចាំទៅវាហៅថា catch ឬក៏ reject fair blue gap ណាមែនទេមានអីទេមានអីពិបាកអត់យល់ទេហើយសំខាន់នេះវាបិទនៅក្រៅតម្លៃអាគ្រូ ICT គេចង់គេដាក់ sell limit នៅឡាយហ្នឹងមិនតម្លៃតម្លៃ CE ហ្នឹងហើយ SL គេវាដាក់នៅលើនេះបងមើលវីដេអូគាត់គូចឹងវីដេអូSL គាត់នៅដល់វាគាត់ចូលឡាយ50ហ្នឹងហើយ SL គាត់នៅនេះបួយគេឲ្យយក time print daily weekly ហ្នឹងអាហ្នឹងរឹងវាខ្លាំងវាមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងឡើងទៀតឥឡូវបងឯងដាក់4ម៉ោងបងដាក់4ម៉ោងហ្នឹងហើយនេះបាទកន្លែងថាអា order block ខាងឆ្វេងបំផុតហ្នឹងបងហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយ
អរិបងអាខាងណែអាស្រាក់ឈើខាងដេលីនេះឥឡូវនេះមែនអរិបងខាងឆ្វេងចុងអាហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងបាទបាទបាទអាហ្នឹងមកឯថៃគេពេលលូកែបហីដល់ពីពៀនវាប្រវត្តិបិទអាហ្នឹងអាកន្លែងអត់ដល់ប្លុកហ្នឹងអូអាដល់ប្លុកនេះមែនបាទនេះអត់ដល់ប្លុកវិញនេះអាមកទីមកដើមនេះអាវិញបងវាមកប៉ះហើយវារីចិចឡើងទៅវិញដោយសារអីនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានអានេះមួយទៀតនេះនេះមានអានេះមួយទៀតនេះតែមាននេះមួយទៀតវាជួយត្រវាមិនអាចឲ្យវាធ្លាក់បានវាតែទីជា support នេះវាមានបញ្ហាច្រើនដោយសារវាមិនអាចធ្លាក់ផ្ដាច់អាហ្នឹងបានដោយសារវាប៉ះអាហ្នឹងដោយសារតំបន់អស់ហ្នឹងបើនិយាយចំទៅបើក្នុងមេរីនអាហ្នឹងគេហៅរេងអាហ្នឹងគេហៅ accumulation ដែរអញ្ចឹងនៅពេលតំបន់ accumulation គឺជាតំបន់ដែលវេទនាមានថាមិនទៅមុខមិនទៅក្រោយអញ្ចឹងបើសិនមកយើងទាញតំបន់អស់ហ្នឹងមកវែងមកវាក៏នៅក្នុង order block ផងនៅក្នុង SVG នេះផងអញ្ចឹងវាមកប៉ះរីជីកហ្នឹងមកវិញណាvolume imbalance ហ្នឹងបងបាទច្រឡំតែហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំច្រឡំវាហ្នឹងមានអីទេអាហ្នឹងយកចាប់ចឹងមួយហើយមួយទៀតមាន candle ជាចាំបងរកឲ្យមើល candle ហ្នឹងមានតែជើងវាចាក់ចូលគ្នាអាហ្នឹង volume imbalance ហ្នឹងមានន័យថា body វាឆ្ងាយគ្នាចឹងអានេះជើងចាក់ត្រឹមនេះអានេះជើងវាចាក់ត្រឹមនេះនេះអាជើងទៀនចូលគ្នាហ្នឹងណាណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅ volume imbalance អាហ្នឹងហៅ volume imbalanceអញ្ចឹងអាជើងទៀននេះចាក់ចូលគ្នាចេះក៏ហៅគេហៅ volume imbalance ដែរអញ្ចឹងនេះអាគេឃើញអានឹងមួយអានឹងរឹងខ្លាំងមកឃើញបងឯងដាក់អញ្ចឹងថាចំអត់មាន fail នៅក្រែបទេមិនក៏វាត្រូវរឹងត្រូវជា support ដែរគឺមកមករឹងមិនបើអានឹង imbalance ដែរមែនអត់អញ្ចឹងអានេះក៏ជា imbalance ដែរអញ្ចឹងឱកាសវាមកវាអាចខ្លៅទៅវាប៉ះអានឹងហើយឡើងទៅវិញបាទអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរហើយអានេះក៏អញ្ចឹងដែរឃើញអញ្ចឹងមាន fail look up អត់ fail look up ក៏មានអាហ្នឹងក៏សំខាន់នេះតែវាធ្លាក់មកចូលអាវិធីនេះឡើងទៅវិញបាទឡើងទៅវិញឡើងទៅវិញនេះបិទទីនេះឃើញអញ្ចឹងកន្លែងរបស់វាឡើងពីនេះមកដល់ធ្លាក់វិញឡើងវិញអូខេអាហ្នឹងតិចនិចមានអីពិបាកទេអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំរៀនបអ ICT ផ្លៃទេច្រើនតែខ្ញុំច្រើនបាទ daily អូខេបាទបាទអឺរីចនេះមួយហើយរីចនេះបាទបាទនៅក្នុង SG ដែរអានឹងគេចង់គឺ75ឬក៏83នៅនេះ SL ថ្ងៃនេះខាត់ច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វា CE វាច្រើនវាចូលទៅបុកតម្លៃ SVG វាច្រើនហេតុអីបានវាប៉ះ SVG ដើម្បីវាបានធ្លាក់បន្តទៀតទៅលប
tí xá việc đá cứ việc môn lá môn chó vì tờ gió phê lưu kẹp về sân vì tờ bạc phê lưu kẹp về hát bằng thịt lẹp to tiền vì chó vì thịt lẹp người lại nè bày tiền nên là người vẫn bày ngay là người vẫn như sai á vì thịt lẹp vì lơ máu bạc phê lưu kẹp nè nè phê lưu kẹp nè nè bạc phê lưu kẹp nè người là người vẫn năng ai anh chấm vì pa hà này hỏi vì làm tới vô từ lơ vẫn pa SPG vẫn như làm một mình hay chấm là lớn ấy cầm lăng xe nó bị khăn cầm lăng xe khăn thôi nhé xe này mũi pi tiền này về về nhé vì chấm à, bay tiền đi vì khai thì chỉ ấy inside bar này tiền này anh chấm à tăng off phần mán của mũi tiền đi vì khai chỉ inside bar mà tiền đi anh chấm mình lại thao vì ở miền bắc ca có bảy hai ở đấy ở trong cái miền cá của bạn lô này như thế vì việc lô mũi bị bầy trong cái vì phía bạn hà tùm nô bỏ viết từ trong một cầu này đấy vì pa bây giờ vì tùm lưu à lô chắc đấy bây giờ ấy à, tìm thông lý mình là cầm lăng xe là nó khoáng trong cái tự lạc màu này lắng chốt lưu tra viết đạch alo nè rồi có OB đi mùi sần đạch OB đi mùi hát pa OB đi mùi tiết nơi xe nơi bay nơi xe sai lại đi mùi tiết trong viên miên tùm rô chắc ăn chắc chắc nó lại bởi dương bây giờ cái cu mà cái cu chứ các bạn đã cao vía bị tre lụn đó bị lụn này nhưng cu trẻ nhưng kia nhà đề lý mà đề lý nít dân lại ở đấy đi học quỳ quỳ phía rồi rồi có này, học tiền học vàng học mùi đây này đây này thằng nhà anh em phải tháng daily luôn tập vật daily á bợ daily với ai những trăm bài này nè ô mẹ bài này nè ba ba cao nè giờ mà giờ mang lên tại sao ai á tại sao những tiền này nè chắc vì ai bây giờ những nè thôi à chấp sắp khi rồi nhưng vậy rồi đó thằng đang chọn SCG hả trên từ lại vào viên vì chọn ở dưới một lẹ này lại ở viên vì chọn mà này còn lãng tâm to tiền tái đời xa vì rồi ngay vì mình được chụp à làm lại này nè làm lại ở đấy vì thừa vậy trời hay hơn thị trấn nhưng phạm tiệp xa nhưng vọt khó đời xa ở những phạm phi bồ nà xí á vô rừng anh em biết sao là từ phương án biết thắt tim xa thì cáo biết sao rồi biết ta lắc lại đi chờ dương mình chạm chờ bình lỗ thôi nhận anh ấy mình lao tới châu OB à nè cái sập thì rồi châu OB nè trở lại thôi nhận à ấy OB màu thôi nhé vì giờ lâu nè giờ lâu nè yêu cầu trong lâu nè chắc là mà tin đi về ngày thứ mấy chắc mình làm tới vì tụt pa ob đấy như luộc 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 hay vậy nè sl lên tịt nó nè học bảy nè học buồn sl học buồn và sân bao nhiêu luộc hàm buồn nữa mình làm ở hàm buồn nên mình cho ob bao nhiêu nữa cho ob luộc mà vậy cái tiền chẳng như tiền swing high à này, mà swing low à này, thì mới bị lãng tạo nè, thôi nhận. Lo OB, hai châu hot endorsement, và những châu tham brand top brand tí nữa. Và
nè bà con vẹt bà mịt nàng đây là bà ok bây là vị trí đang chập tam bây là bà bờ là order bà mong ghi dọc bây là buôn lá hay mấy anh em nhau tiếp xa New York Open Bright này à tiếp theo này Roots Candle này Roots Candle nó mình đây tham chia cho bạn lo thà tiếp xa lần tới nào mà cho cái bao tới lại mong buôn lá nâng hảo nhé cái màu nguyên màu nguyên màu nguyên này bốn chân hạ bầy màu bốn à thế những mưa màu và toát nghe môi như cua này lại vậy nè màu ngô kìa trong toát bên này nè mình đây là màu rồi thì màu rồi hạ bầy không nè chúng như cụ tọa năng mối khai thì chỉ support reason chẳng và sân bà via after predator thằng lợi thế đi mở khổ chẳng như rồi cắt xe năng root scandal nó bị chẹt ha tiếp xa tầng nào mình tên là nó hay là cái ai tên lũ về prắc mà đó về mong ngày trong mà đó về mong bày lá mà đó tiết mong buôn lá đi tinh lũ mà đó tiết mong đóc mong muốn hạ bấy nhiêu tình lục đo tiết xem ra như cho tập phạm đo về bà bà cô bị tập cho máu nhưng bà hạ bầy nâng này chẳng do ạ toàn năng mối khai chia demand số rồi có supply số rồi có support resistance mình ok nâng mình dưỡng ai châu các châu xa mà đoàn tiếp nơi màu nâng buôn lá buôn hạ bầy đi châu mà đoàn tiếp nhưng châu về prắc mà đó màu mịt như đều pen gap rồi có hai thà mịt này nâng đoàn tiếp bầy lá mà đoàn tiếp ai mong buồn lá buồn hạ bấy để nhưng mưa đó mong buồn hạ bấy đi và sân nơi nơi không ai nhớ mong mãn mong bấy đi bớ bấy cái lá anh ấy nơi không ai của mùi cái lá bơm buồn lá nơi không ai nhớ hay như mong bơ cái lá mẹ nè dùng nó không ai sửa là chạm bạn đi cho mẹ này trẻ trẻ phim màu của mùi là nghĩa đau màu đọc ạch đẹp bàn này hãy chẳng quay prắc như gò mơ lầm hồ tìm xa thế vì mình xin tuốt tất khả ná ok ở lâu bà à hai sợi dây lao này hai sợi dây ta phải sợi dây lao thử anh cho lao thử à nó người bài lại đi bên ngoài này bài anh ấy làm được bà xe ở bên lái bộ bên này đấy đi ai lái từ bên bạn này bạn như đều open gap rồi có apa bên Forex Asian section nó open bài nó bị ai bạn nó lẹo vậy chắc anh ấy không
បាទក្នុងមួយថ្ងៃនឹងប្រើ5ឡាញទាំងអស់ហើយណានេះនេះអេស៊ីននឹងហើយបាទបាទបាទពាក្យថាអេស៊ីននឹងមានន័យថាវាក្លោកក្តាប់ទាំងអស់តាំងពីអេស៊ីបាទចូលមកទាំងអស់បាទខ្ញុំនិយាយថាអេស៊ីនអេស៊ីននឹងនៅអាស៊ីអញ្ចឹងអាស៊ីននឹងហៅថា open price ឬក៏ក៏ឬក៏ថា talk show session ហ្នឹងពីយកអាហ្នឹងបន្តហ្នឹងបងកែសួរយើងឆាប់ចាប់បានហើយចាំមកបាទខ្ញុំអត់អត់លះទេខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយបានយើងចូលទីផ្សារសេខតដូចតឡៃនេះប្រេកប្រេកវីដេអូខាន់កែបឬក៏មីតណៃហ្នឹងឃើញទេបន្ទាត់ហ្នឹងនៅតែមានអតិពលហើយបន្ទាត់ហ្នឹងទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទណានៅតែមានអតិពលដដែល New Day Open Gap បាទនេះយើងមិនប្រើក៏បានដែរបាទនេះត្រូវប្រើអានេះត្រូវប្រើវាអាចឡើងទៅលើបញ្ហាអាបន្ទាត់ក៏ New Day Open Gap ឆ្លងវិញអាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទបាទនេះកន្លែងនេះអូហើយបានពួកអស់ហ្នឹងបើសិនមកវាប៉ះហើយរីចិចបើប៉ះហើយប្រេកវានៅអានេះមកតង់ទៀតប៉ះហើយរីចិចលោតលោតលោតកន្លែងនេះខ្លាំងទៅជាតំបន់ side ឬក៏ rank តំបន់ហ្នឹងបាទចឹងតម្លៃអស់ហ្នឹងអាតម្លៃព្រីរៀនហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដោយសារអីវាខ្លាចទៅជា resistant តម្លៃ open ចាស់ហ្នឹងហើយតែសំខាន់ណាស់តម្លៃ open ហ្នឹងវាមានន័យថាមកទីនលើតម្លៃ open ឡើយហ្នឹងមានមកទីនអូថោះឥឡូវយើងចង់ sell វាបន្តវិជ្ជាពេលអូខេបាក់ទៀនដេលីអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានេះបន្តអូផេនប្រៃរបស់វានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកទៀនដេលីនេះបើសិនមកក្រោមបន្តហ្នឹងឃើញហ្នឹងនិយាយមើលទៀនដេលីណាមានន័យថាក្រោមកន្លែងនេះវាអូផេននៅនេះវាធ្លាក់មកវិញយើងរកកាសសែមិនអត់តែបើសិនបើវាចង់បាយកណី candle វានៅលើ body នេះវិញជាងទៀននៅក្រោមបើសិនវាធ្លាក់មកក្រោមហើយទម្លាប់របស់វាវាធ្លាក់មកក្រោមហើយវា bullish ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ក្នុងគ្រប់រហូតថាទៀន bullish ទៀន daily bullish ទៀន bullish bullish មានន័យថាវាលើតម្លៃ open price នេះពេលព្រឹក asian price នេះមែនទេខ្ញុំថាឲ្យរកឱកាសបាយហើយបើសិនបើប្រែកមកខាងក្រោមខ្ញុំឲ្យរកឱកាសសែលកណីទៀនមានបកើតអាហ្នឹងគេហៅថាលំហូរ daily ពួកដោយសារអីយើង trade trading មែនទេតម្លៃវាមកខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងយើងរកឱកាសសែលខ្ញុំមិនប្រាប់អញ្ចឹងតម្លៃវាក្នុង body daily នេះវាអាចឡើងទៅរីតេសរីតេសរីតេសធ្លាក់យើងសែលមកយើងចំណេញហ្នឹងមែនអត់ចុះណាបាទបាទបាទនេះតែថាយើង trade ធ្លាមមកយើងចាប់ដើម trade មែនទេកន្លែងនេះគេ short បាត់ហើយគេ short គេ short យកប្រហែល2 break 1 trade យក3 pit មានន័យថាជាចំណេញបានបើចូល0.1 $30
นึ่งยิ่งสอดจ้ะยิ่งสอดไรนี่ยิ่งเคยยิ่งโจบ่ายบ่ายอะไรนี่บ่ายอะไรนี่บานแบบปิดเชียงวิ่งเตอร์เวียร์ลาออกดักอันนี้ยิ่งโลโลโลโลตอดนั้นยิ่งแรงโจจะมือวิ่งเฟรกเบาใบกะลาใบกะลาวิ่งบัดบัดหายวิ่งเติร์นหน้าอย่างมือจังว่าสั่นใบกะลาให้นั่งยูเดอโอเพนแกรหรือก็มิดไนท์นั้นเบียร์ช่วยขึ้นเนี่ยมีในทางวิ่งเฟรกแต่ทางเลือกไอ้จังยึดบ่ายบ่ายในเลือกเนี่ยไหลเนี่ยมีในทางเฟรกขับล็อกเนี่ยยังยึดบ่ายมั้งจังเชนเกรตเตอร์วิ่งตั้งนั่งไหลเนี่ยเนี่ยเชนเกรตเตอร์วิ่งนั่งเนี่ยอาทิปซิสโอเคจังตลายวินาเนี่ยจังมีแปลกเนี่ยเลยจังบ่ายกับบ่ายบ่ายเนี่ยแต่สายวีเมียนยูเดลเพนแก๊บนั้นโตรไฮนั้นมองใบหลังนี้โตรมวยเจ็ดจังวิมันเตลเลอร์ไอจิ๊กกี้มันเต็งเราเป็นเต็งก็เตลเลอร์ที่ไปไอเกนเนี่ยป่าดอกล็อกป่าไอซีจีกี้มันแซมเอาไว้แม่นอนโอเคแล้วไงนี่ริปเปอร์ในสนั่นนะมองละปีอะไรไหนโอเคครับโอเคให้บริษัทบริษัทโยลังคาบโยลมองโยโยชรันต์เพราะถ้ายมอ่านปัตตาไอปัตตาบองไอโยลมาปัตไทม์ติดเลยนั่งไงนั่งไงบริษัทบริษัทเพื่อใครบูรันเป็นเพื่อเต้าบนใต้เราก็ไล่โจที่ซาดเคยอะไรมองยมแบบเพื่อไทม์เฟรมตัวจังเซอร์เต้าเนี่ยมาเพื่อไทม์เฟรมทอมยมดังลีกิตีเวียกีเตอร์ก็ไทม์เฟรมตัวเนี่ยต่อฟรานตีเนี่ยแซ่ไซด์บายไซด์เนี่ยกินลุอะไรนี่ปักล้างมาเลยกินปักบายซาอีอะไรนี่กินลุมาเนี่ยปักแซ่ไซด์เนี่ยกินลุเออกินบายอันนี้เคลียร์มาปักเซอร์ไซน์นี่คือที่บายด้วยอันนี้ปักเซอร์ไซน์คือลูกเอาไว้เนี่ยอันนั้นบอลเนี่ยสิโตจอนที่รอบบายรอบเซลรอบบายสิโตขยันก็เล่นปักบายไซน์เซอร์ไซน์ยังไงก็จะนั่งตรงนั้นดอกเลยหกสิบล้านถึงยุบอันนั้นไงใบหาดอกห้าแซ่ไซบายไซนั่งจับปัดไปปะให้วิริจิตเคลียมตลอดเวียจังยิ่งโจปุ๊บก็ปะเคลียมโจปุ๊บหายวิมันแปลเคลียมแต่ตลอดเวียปะให้วิริจิตแต่วิริจิตก็จะนั้นเคยมาริลมาดลาโซนจิตมุ้ยโซนนี้พี่กดกัดไว้ไงไรซาไอ้กดมาโจจังไซกดโจร้องดอกไซไอ้ยังกดฉลาดไอ้บ้องธรรมราธรรมราทั้งบ้องโอเคโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย